Út Nguyễn chào tất cả mọi người đang xem. Hôm nay mình có một số cây phôi khai thác núi rừng ngày 6 tháng 6 giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là lô hai cây phôi chiều xuân mã số 1, giá giao lưu là 180 bao ship, giá rất là mềm, mọi người dễ sưu tầm. Chiều xuân là dòng cây có hoa đỡ chùm, hoa rất là thơm, cây rất là dễ trồng. Chiều xuân có thể hợp mọi vùng miền khí hậu. Chiều cao tầm 20. Lô tiếp theo là lô chiều xuân mã số 2, bao gồm 2 phôi, giá là 220 bao ship. Chiều xuân còn gọi là dây chiều, một loại cây dược liệu có thể dùng để chữa bệnh. Mọi chi tiết thì mọi người có thể tra trên Google. Lô chiều xuân mã số 3, bao gồm 2 phôi, giá là 250 bao ship. Chiều cao tầm 25. Phôi chiều xuân mã số 4, một củ cốt rất là quái, giá là 250 bao ship. Chiều cao hơn 30. Cây chiều xuân mã số 5, một cây tổng cao dáng đổ, giá là 400 bao ship. Này chiều cao hơn 50, có thể làm được cây thác đổ nhìn rất là hay. Tiếp theo là cây sơn liễu mã số 6, cây sơn liễu giao lưu giá là 350 bao ship. Cây có chiều cao tầm 45. Cây bàn lăng, lá nhỏ mã số 7, giá là 150 bao ship. Cây có chiều cao tầm 50. Cây bàn lăng rất là dễ trồng, mọi người yên tâm. Cây sơn trà mã số 8, giá là 420 bao ship. Cây lắc lượng u nần rất là dài. Cây có chiều cao tầm 45. Cây sơn trà mã số 9, giá là 350 bao ship. Cây có chiều cao tầm 35. Lô sơn trà và trắc dây mã số 10, giá là 400 bao ship. Một cây sơn trà dáng lắc rất là đẹp, một cây lắc nghệ thuật, chân đế cũng rất là hay. Và phôi này là phôi trắc dây, chiều cao tầm 25, giá giao lưu cả lô hai cây là 400 bao ship. Cây trắc mã số 11, giá giao lưu là 220 bao ship. Một cây trắc mini, trắc mini nở củ rất là to, chiều cao tầm 25. Cây trắc mã số 12, giá là 350 bao ship. Trắc là dòng cây có lõi rất là đẹp, nhìn vân lõi của cây trắc rất là rõ ràng. Chiều cao cây này tầm 30.
Cây trắc dây mã số 13, giá là 220 bao ship. Một cây trắc dáng trực. Cây có chiều cao hơn 40. Cây trắc mã số 14. Cây có đường thân lắc nhẹ, giá là 400 bao ship. Cốt khá ổn, chiều cao tầm 60. Cây trắc mã số 15, cây dáng hình chữ F nhìn rất là hay, giá là 500 bao ship. Một cây tự nhiên dáng lắc như này thì rất là khó. Cây cao hơn 60. Cây trắc mã số 16, giá 500 bao ship. Cây hai thân ôm đế nhìn rất là nghệ thuật. Cây này có thể làm cây bài thế một phôi tương lai. Chiều cao tầm 40. Cây cuối cùng trong clip là cây trắc mã số 17, giá giao lưu là 400 bao ship. Cây có đường lụa âm thân, các điểm chốt đã có nội lụa, cây rất là dài. Cốt rất là to, chiều cao gần 60. Mã số 17 cũng là mã kết thúc clip ngày hôm nay. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã xem video.